bao nhiêu tuổi? Vừa tròn 90 tuổi. Hả? Con biết rồi. Ê, quan thái giám. Lấy mày á, tao gả cho mày á. Người mà tao chọn làm chồng cho con gái tao đó là Quan Tri Phủ. Dạ, con không có chịu lấy Quan Tri Phủ. Cha mà làm quá hả, con tự tử cho cha coi, con không có chịu. Tự tử. Ông vừa nói là ai? Mày làm gì mày? Quan Tri Phủ. Mới bào tóc bông ba từ đâu ập tới. Trời ơi, tao thấy mày hát là tao sợ rồi đó. Làm cho nhụy tầm xuân tới tà trời. Đạn nắng chói chang lửa đạn mà con nghe như mưa rơi tầm tà trong lòng. Xỉu mày. Mày ở với tao bao nhiêu năm tao hiểu quá mà. Chứ giờ mày ca được tới câu thứ hai đâu con. Trời ơi, bây giờ mày tính nằm ăn dạ phải không? Ngồi dậy nghe ông nói chuyện. Ông đã nói là ngồi dậy nghe ông nói chuyện. Hả? Tao có cách kêu mày dễ lắm. Tèo. Lãnh lương con. Lương đâu ông? 10 năm chưa trả lương. Mày tham tiền quá. Nghe lời ông. Dạ. Lần này ông sẽ trả cho con gấp đôi cái số lương ông thiếu con. Trả gấp đôi. Nhưng với một điều kiện, con phải làm theo ý của ông. Là làm sao? Giúp cho ông điều này. Hả? Không được đâu ông ơi. Không, sao không, đâu. Không, con không làm đâu. Nguy hiểm lắm. Con sẽ chết. Phải làm. Hiểu. Phải làm không? Ông chịu trách nhiệm chuyện này cho con. Chịu. Nhớ. Khóc lóc thảm thiết cho ông. Hồi nào giờ con đâu có biết đóng kịch đâu khóc lóc. Mệt mày quá. Chừng nào mày thấy cái cây chĩa lên trời mày khóc. Ờ, thấy cây chĩa lên lên khóc. Để xuống đất nín. Dễ em. Dễ quá. Ông ơi. Cái gì? Nhớ trả lương gấp gấp cho con nha. Tao biết rồi. Xuống sông. Nhớ làm theo lời của ông nha chưa. Gia đình dừng ngựa lại. Trời ơi, lão Bá Kiến làng bên. Ô, anh xui. Đúng là rồng ghé nhà tôm nha. Sao cái vụ đám cưới của con tôi với con như thế nào? Ông trả lời tôi biết coi. Tôi tin hết rồi, yên tâm. Đâu ra đó. Thậm chí ngày đám cưới của con chúng mình sẽ rất lớn. À, tại vì mình là người giàu có mà, đúng không? Phải rồi. Gì vậy? Có gì vậy? Ai biết? Tôi đâu có biết đâu. Trời ơi, trong nhà tôi còn không biết rồi tôi đó. Trời ơi, tôi có gì hết trời. Ai vậy? Tèo ở đợ. Trời ơi. Mày hả Tèo? Dạ con. Mày làm gì vậy? Dạ gái, ông dặn đó. Mày giả con gái tao hả? Dạ đúng. Xấu quá. Mày mặc đồ ai vậy? Vợ ông. Đồ con gái tao đâu mày không mặc? Nó chặt quá sao mặc. Anh xui. Con gái tôi đó. Con gái của anh. Con gái của tôi đó. Vậy mà nãy giờ tao tưởng nó chưa Trung Thu mà mua cái lồng đèn con chó trước chứ. Thôi. Sao? Con gái của anh tự nhiên nó có bầu làm sao? Trời ơi. Trời ơi. Đừng có nhắc tới cái bầu. Ông nhắc tới cái bầu là nó khóc, hiểu không? Nó khóc dữ lắm. Học đồng khóc. Nó khóc. Trong cái gì nó còn làm thinh không vậy? Trời ơi. Nó sẽ khóc. Rồi nào không thấy khóc. Khóc mày. Nên. Nhưng tôi yêu cầu ông đừng nhắc đến cái chuyện bầu. Đây là nỗi đau khổ của con gái tôi. Mà mỗi lần nó nghe cái bầu là nó khóc. Mà mày khóc đi. Mỗi lần mày khóc đi. Mà cuộc đời vui khi mà tao để cây xuống rồi. Mày chú ý mấy cái vụ này giùm tao. Trời ơi, ông dạy con hay quá. Ờ, con gái tôi vậy đó. Đưa cái cây lên cái là khóc, rồi để cái cây xuống cái là nín. Nó ngoan lắm không? Bởi vậy, tôi mà thử danh nó nhiều cái chuyện mà tôi thử danh. Cái hoàn cảnh của tôi đó, tôi không biết làm sao mà. Tôi... Tao có đưa cây đâu mày khóc. Tao có đưa cây đâu mày khóc. Mày nhìn gì vậy? Mày nhìn gì? À, nó muốn khóc. Khóc đi. Rồi. Vậy cho tôi với ông dễ nói chuyện. Khoan, để tôi nói chuyện với tôi sao?
Đừng. Tôi nói cho anh nghe nè, đây là chuyện gia đình tôi. Ông có muốn gì? Ông có hỏi tôi. Tôi phải hỏi chứ. À, tôi đi đúng rồi, ông có hỏi tôi. Hỏi anh Xuân nè. Ồ, thì anh có hỏi tôi nè, anh có hỏi nó. Tại sao? Sao? Tại sao cái con có bầu mà cái tác giả của cái bầu này là ai? Phải hỏi nó chính xác chứ. Làm sao mà là tôi biết được? Anh hỏi nói à? Bây giờ bà nghe con bình tĩnh nghe bác hỏi nè ha. Bây giờ con nói cho bác biết cái này. Cái tác giả cái bầu này là của thằng nào? Nói cho bác biết. Dạ, thằng áo xanh. Nó nói cái thằng áo xanh thấy chưa? Ông rõ ràng, nó khai rõ ràng. Ông là áo vàng nè, thì cái thằng áo xanh là cái thằng... Ủa trời ơi, cho tụi nữ mày. Trời ơi, nó bậy tội nghiệp bác con rồi. Con nói rõ ràng không phải bác đâu. Dạ lộn. Cái người mà con thương anh ấy đi xa rồi. Thấy chưa, sao con khai thân. Bây giờ hôm nay là không còn nói chuyện với ông nhiều nữa. Không có chấp nhận con gái ông được. Thằng báo chồng biết luôn, qua đây không phải để cưới con gái ông đâu. Thôi, anh không có giữ lời hứa hả? Không giữ lời hứa nữa, tôi qua đây là để từ hôn con gái ông. Từ hôn? Trả lương. Hai người gạt tôi, hai người dám gạt tôi, nhưng mà cho hai người biết luôn. Con tôi hôm nay không còn là người thường nữa. Mà con tôi sắp là trạng nguyên rồi. Đỗ Văn Tư trạng nguyên. Xạo. Gì xạo mày? Ông xạo. Gì xạo? Không phải Đỗ Văn Tư trạng nguyên là Đỗ Văn Tư. Sao mày biết? Ông quan mùi lễ trong triều đình, ông giết Đỗ Văn Tư thiếu vô sắc thành Đỗ Văn Tư. Ông vua đuổi rồi. Mày nói sao tư tư gì? Bây giờ có bằng chứng gì không? Có bằng chứng đàng hoàng. Chứng chứ. Trời ơi, nói ông ta đông đàng hoàng của tên tôi. Đó. Đây, ông đọc đi. Trời ơi, tao mà đông không phải cái bằng chứng là mày chết mày chứ tao nha mày. Phải không? Đây, ngạc nhiên nè. Đọc, sắp đổ nè. Trời ơi. Thấy chưa? Hay quá, Tèo ơi. Con viết cái gì trong đó mà nó đọc nó xỉu liền vậy? Đỗ Văn Tứ. Đỗ Văn Tứ là tên mày mà. Dạ đúng. Nó thấy tên mày nó xỉu. Vậy là chữ viết mày xấu lắm. Nhưng mày giỏi nha. Công nhận mày đóng kịch giỏi nha. Còn bất ngờ nào nữa không? Dạ nhiều bất ngờ lắm không? Rồi phải không? Dạ cả 10 năm nay rồi cô chủ đưa tiền cho con ăn học cho bây giờ mới thành tài đó. Ôi trời ơi. Phải không? Dạ. Trời ơi bất ngờ quá, thành tài hả? Xạo. Mày nghĩ sao mày đổ trạng nguyên? Trời ơi mày. Không có nhìn mày, đấy. Mày nhìn gì? Bằng chứng nè ông ơi. Bằng chứng trong này tôi đọc rồi. Trời ơi. Bằng chứng nhận. Đỗ Trạng Nguyên. Đúng. Bằng lái xe còn làm giả được. Tao không tin mày. Mày xạo. Xạo hả? Được rồi, ông có xạo tôi cho ông nhiều cái bất ngờ lắm đó. Ông trời ơi, đó là mày nghĩ sao mày đem cái rổ nhà tao lên mày làm gì đó mày? Mặc đồ đẹp nữa ha. Ê, sao? Đồ này giống đồ đám cưới quá. Dạ. Mày cưới ai vậy? Cưới con gái ông. Thôi đủ rồi, màn kịch hạ rồi. Tao không tin. Tao không tin cho dù đó là sự thật. Nhưng đó là sự thật. Ai nói vậy? Dạ thưa cha. Cha đừng vì tiền bạc và quyền lực làm mất hạnh phúc của con. Con xin lỗi cha. Con chỉ lấy người con thương thôi. Người mày thương là ai? Dạ anh Đỗ Văn Tứ. Ê ông ơi, chú rể là trạng nguyên Đỗ Văn Tứ. Còn con tôi là Đỗ Văn Tứ thì sao? Thì về nhà đổ bánh xèo chứ sao? Trời ơi.